Nếu có một chi tiết quen thuộc đến mức gần như vô hình với người đi tàu, thì đó chính là lớp đá xám nằm dày đặc dưới đường ray. Nó ở đó suốt nhiều thập kỷ, đi cùng những chuyến tàu hơi nước chậm chạp cho đến tàu diesel và tàu điện ngày nay. Ít ai thắc mắc vì sao nó tồn tại, bởi ta mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng chính chi tiết tưởng như nhỏ ấy lại là chìa khóa để hiểu vì sao đường sắt truyền thống và đường sắt cao tốc đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Vì sao đường ray tàu hỏa bình thường luôn có đá, nhưng đường sắt cao tốc thì không? Đá dưới đường ray không phải là để kê cho cao, kê cho đẹp, mà để gánh cả đoàn tàu. Cách hiểu phổ biến nhất và cũng là cách hiểu sai lầm nhất cho rằng đá dưới đường ray chỉ để kê ray lên cao và tránh bùn đất. Nếu chỉ đơn giản như vậy, loài người đã có thể đổ bê tông từ rất sớm. Trên thực tế, thứ bạn nhìn thấy không phải đá ngẫu nhiên mà là đá dằn, đá răm, một bộ phận kỹ thuật đóng vai trò gần như sống còn với đường sắt truyền thống. Thật ra không ai ngay từ đầu đã nghĩ ra loại đá như chúng ta thấy ngày nay. Những tuyến đường sắt đầu tiên ở châu Âu, đầu thế kỷ 19, được làm rất thô sơ. Ray được đặt trực tiếp lên gỗ, lên đất nện, thậm chí có nơi đặt trên nền cỏ. Khi tàu còn nhẹ và chạy chậm, mọi thứ trông có vẻ ổn. Nhưng chỉ vài năm sau, vấn đề bắt đầu lộ ra. Ray nhanh chóng bị lún, bị lệch. Mỗi lần mưa lớn là nền đường mềm nhũn, tàu đi qua rung lắc dữ dội. Tai nạn xảy ra không phải vì động cơ kém, mà vì nền đường không chịu nổi tải trọng của đường tàu. Lúc đó, các kỹ sư đường sắt chưa có máy tính, chưa có mô phỏng, họ học bằng một cách rất đời, thử nghiệm, hỏng, sửa và lại thử lại. Cũng phải mất thêm thời gian người ta mới hiểu rằng không phải loại đá nào cũng dùng được. Đá tròn như là sỏi ở sông không phù hợp vì dễ lăn. Cát thì giữ nước nên nhanh yếu. Cuối cùng những kỹ sư chọn loại đá cứng, góc cạnh như đá granite hay đá bazan vì chúng khóa chặt vào nhau nhưng vẫn có khe hở để thoát nước. Khi một đoàn tàu nặng hàng nghìn tấn chạy qua, toàn bộ số tải trọng ấy không được phép dồn thẳng xuống nền đất. Lực phải được chia nhỏ, phân tán, truyền dần từ bánh tàu xuống đường ray, từ ray sang tà vẹt, từ tà vẹt xuống lớp đá, rồi cuối cùng mới đến nền đường. Đá ở đây chính là tầng trung gian giúp quá trình đó diễn ra êm ái. Không có nó, ray sẽ lún, cong và lệch chỉ sau một thời gian ngắn khai thác và vận hành. Thực tế là tàu hỏa không êm như cảm giác bạn ngồi trên khoang. Bên dưới là vô số rung động nhỏ sinh ra mỗi giây khi bánh thép lăn trên ray thép. Bởi vậy, nếu đặt ray trên một nền cứng tuyệt đối, những rung động đó sẽ phản xạ ngược trở lại, khiến kim loại nhanh mỏi, xuất hiện những vết nứt và về lâu về dài dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng. Và đá một lần nữa giải quyết bài toán này theo một cách rất cơ học. Những viên đá góc cạnh cọ sát vào nhau tiêu hao năng lượng rung thông qua ma sát. Rung động không bị bật ngược lên ray mà được nuốt dần trong lớp đá. Nói một cách hình ảnh, đá dằn chính là thứ âm thầm chịu đòn thay cho đường ray. Một kẻ thù khác của đường sắt đó là nước. Nước mưa ngấm xuống nền, làm đất mềm đi, khiến ray mất ổn định. Lớp đá dằn với vô số khe hở tự nhiên cho phép nước mưa thoát xuống nhanh dưới và ra ngoài nền đường. Không cần cống phức tạp, không cần bơm hút nước liên tục, chỉ cần đúng loại đá, đúng độ dày là đủ. Đây là lý do vì sao trong hơn một thế kỷ, đá dằn vẫn là giải pháp cực kỳ hợp lý với những mạng lưới đường sắt dài hàng chục nghìn km. Có thể nói, khi đường sắt ở tốc độ còn thấp, thì đá dằn, đá răm như vậy là lựa chọn gần như hoàn hảo. Ở dài tốc độ khoảng 60 đến 120 km/h, đá dằn phát huy gần như toàn bộ ưu điểm của nó. Rẻ, linh hoạt, dễ sửa chữa, ray lệch một chút chỉ cần nâng lên, bổ sung đá và căn chỉnh lại, không cần đóng tuyến dài ngày, không cần đại tu phức tạp. Chính vì vậy cho đến tận ngày nay, phần lớn đường sắt chở hàng và đường sắt địa phương trên thế giới vẫn trung thành với loại đá này. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con người muốn chạy nhanh hơn. Vấn đề của đá không xuất hiện ngay lập tức. Trong suốt hơn một thế kỷ, khi tàu chỉ chạy quanh quẩn 60, 80 và thường là dưới 100 km/h, đá dằn gần như là giải pháp hoàn hảo, ổn định, rẻ, linh hoạt và đủ an toàn. Nhưng bước ngoặt xảy ra khi con người không còn thỏa mãn với việc đi được mà bắt đầu muốn đi thật nhanh. Khi tàu vượt qua mốc 200 km/h, rồi tiến lên 250 km/h và 300 km/h, thì thế giới vật lý quanh đường ray đã thay đổi một cách chóng mặt. Lúc này tàu không còn đơn thuần là một khối sắt lăn trên ray, mà trở thành một vật thể khí động học khổng lồ xé nát không khí với tốc độ của bão. Ở vận tốc rất cao, luồng khí dưới gầm tàu không còn lướt qua nhẹ nhàng như ở tàu thường. Nó bị nén, bị kéo giãn, tạo ra những vùng áp suất thấp cực mạnh ngay sát mặt đường ray. Chính vùng áp suất thấp này sinh ra một hiệu ứng nguy hiểm, hút ngược các vật thể nhẹ từ dưới lên. Với đường sắt truyền thống, những viên đá dằn nằm yên, nặng và vô hại. Nhưng ở tốc độ cao, chúng bỗng trở thành những viên đạn tiềm ẩn. Chỉ cần một viên đá nhỏ bị hút lên, bị luồng khí cuốn theo, nó có thể lao đi với vận tốc hàng trăm km mỗi giờ. Ở tốc độ ấy, đá không còn là đá. Nó là một vật thể va chạm có năng lượng đủ để làm hỏng cảm biến
phá vỡ dây cáp, mài mòn gầm tàu, thậm chí gây tổn thương kết cấu nếu lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Điều đáng nói là, nguy hiểm không nằm ở việc chuyện đó có thường xuyên xảy ra hay không, mà nằm ở chỗ nó có thể xảy ra. Và với đường sắt cao tốc, nơi mỗi chuyến tàu chở hàng trăm con người lao đi ở tốc độ máy bay cất cánh, có thể nguy hiểm đã là một ngưỡng không thể chấp nhận được. Tư duy an toàn của cao tốc khác với tàu thường. Đường sắt truyền thống chấp nhận rủi ro thấp và sửa chữa thường xuyên, còn cao tốc thì không. Mọi yếu tố có khả năng biến thành mối nguy, dù xác suất rất nhỏ, đều bị loại bỏ ngay từ gốc. Đá Săn, từ chỗ là những người hùng thầm lặng của đường sắt thế kỷ 19 và 20, bắt đầu bị nhìn nhận như một rủi ro hệ thống trong thế kỷ của tốc độ. Chính tại đây, ngành đường sắt buộc phải đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt, không phải cải tiến Đá Săn, không phải gia cố thêm, mà là loại bỏ hoàn toàn vật liệu rời khỏi khu vực ray. Đó là khoảnh khắc mà đường sắt cao tốc chính thức rẽ sang một con đường khác, con đường của bê tông liền khối, độ chính xác tuyệt đối và triết lý an toàn bằng thiết kế chứ không phải an toàn bằng sửa chữa. Từ đó, một cách làm mới ra đời, đường ray không có đá như kia. Thay vì đặt ray trên đá, ray được cố định trên các tấm bê tông liền khối, được thi công với độ chính xác cực kỳ cao, không còn vật liệu rời, không còn đá bay, không còn dịch chuyển vi mô. Đổi lại, tàu có thể chạy rất nhanh mà vẫn êm và ổn định. Cái giá phải trả là chi phí xây dựng ban đầu rất lớn. Thi công những đường ray như vậy đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, sai ở đâu là phải đập đi làm lại. Nhưng bù lại trong hàng chục năm khai thác, hệ thống này cần ít bảo trì hơn rất nhiều. Đây là triết lý đắt ngay từ đầu để rẻ về lâu về dài mà các quốc gia phát triển sẵn sàng chấp nhận. Vấn đề được nhìn nhận ở đây là có phù hợp hay không. Với tàu chở hàng nặng, tàu địa phương hoặc mạng lưới dài hàng vạn km cần sự linh hoạt và chi phí thấp, Đá Săn vẫn là một lựa chọn hợp lý. Vì thế, Đá Săn không hề mất đi, nó chỉ rút lui khỏi sân khấu của đường sắt cao tốc để nhường chỗ cho bê tông và độ chính xác tuyệt đối. Tổng kết lại, Đá Săn là giải pháp hoàn hảo cho một thế giới cần sự linh hoạt và tiết kiệm, còn bê tông liền khối là giải pháp cho một thế giới theo đuổi tốc độ và sự chính xác. Không có cái nào cao cấp hơn về bản chất, chỉ có cái nào phù hợp hơn với mục tiêu. Có lẽ, bây giờ khi đi tàu, nhìn xuống những viên đá, nhìn xuống diễn đèn ray, bạn đã hiểu bản chất của vấn đề là gì. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.